Chuyện vãng sinh của hàng cư sĩ. Chu Tục Chi. Chu Tục Chi sống vào đời Tấn, quê ở Nhạn Môn. Năm 12 tuổi đã học thông cả ngũ kinh, ngũ vĩ, xưng hiệu là Thập Kinh Đồng Tử. Các vị công khanh quan chức nhiều lần mời thỉnh nhưng ông đều không đến. Ông thờ ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn làm thầy, tham gia vào Bạch Liên xã niệm Phật. Khi văn đế vừa lên ngôi, ban chiếu triệu ông vào cung đối đáp. Sau khi trò chuyện với ông, hoàng đế hết sức vui mừng. Người đời bấy giờ tôn xưng ông là Thông Ẩn Tiên Sinh. Về sau, ông vào ở Trung Sơn, chuyên tâm niệm Phật, càng già càng thêm chuyên cần. Một hôm, ông bỗng nhìn lên không trung mà nói, Phật đến đón ta, liền chắp hai tay cung kính rồi tịch. Tống Mãn. Tống Mãn sống vào đời Tùy, quê ở Thường Châu. Ông niệm Phật bằng phương pháp đếm hạt đậu, được đến 30 thạch. Vào tháng 9, niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 8, sau khi lo việc trai tăng xong, ông ngồi an nhiên mà tịch. Mọi người đều nhìn thấy hoa trời, đồng thời có mùi hương thơm lạ lan tỏa. Trịnh Mục Khanh. Trịnh Mục Khanh sống vào đời Đường, cả nhà đều tu pháp môn niệm Phật. Trong khoảng niên hiệu Khai Nguyên, ông bệnh nặng, có người khuyên nên ăn cá, ông cự tuyệt không chịu. Khi ấy, ông cầm lư hương nơi tay, phát nguyện vãng sinh. Bỗng có mùi hương thơm lạ tỏa khắp, ông lặng lẽ an nhiên mà tịch. Người cậu là Thượng Thư Tô Đỉnh, một hôm nằm mộng thấy hoa sen nở ra giữa hồ báu, có Mục Khanh ngồi trên hoa sen. Nguyên Tử Tài. Nguyên Tử Tài sống vào đời Đường, trú ở chùa Quán Âm, Nhuận Châu. Ông thông hiểu kinh A-di-đà, tu pháp môn niệm Phật. Một hôm, ông có bệnh nhẹ, chợt nghe giữa không trung có tiếng nhạc, lại có mùi hương thơm lan tỏa, dường như có tiếng người nói. Nhạc âm tiếng thô đã qua, nhạc âm tinh tế tiếp đến, ông sắp đi rồi. Ông liền niệm Phật mà tịch, hương thơm lạ tỏa lan suốt mấy ngày chưa tan hết. Tôn Lương. Tôn Lương sống vào đời Tống, quê ở Tiền Đường. Ông ẩn cư để đọc kinh điển trong Đại Tạng, hiểu sâu được yếu chỉ kinh Hoa Nghiêm. Ông nương theo luật sư Đại Trí, thọ giới Bồ Tát, chuyên tâm niệm Phật mỗi ngày đến 1 vạn Phật hiệu, suốt 20 năm không ngừng. Một hôm, ông bảo người nhà thỉnh Chư Tăng đến niệm Phật để trợ lực vãng sinh. Khi Chư Tăng đến đông đủ, niệm Phật chưa được bao lâu, ông bỗng hướng lên không trung, chắp tay nói, Đức Phật và Bồ Tát ngự tòa sen đến rồi, liền lui lại, ngồi xuống yên ổn rồi tịch. Vương Điền. Vương Điền sống vào đời Tống, quê ở Tứ Minh, hiệu Vô Công Tẩu. Ông thông đạt hết thảy tông chỉ thiền tông, giáo pháp thiên thai. Ông từng trước tác sách Tịnh Độ Tự Tín Lục. Về già, ông chuyên tâm niệm Phật, ngày lâm chung ngồi an nhiên hướng về phương Tây niệm Phật mà tịch, có mùi hương thơm lạ lan tỏa. Sau khi hỏa thiêu, thu được 108 viên xá lợi nhỏ như hạt đậu. Tôn Trung. Tôn Trung sống vào đời Tống, quê ở Tứ Minh. Ông sớm hâm mộ pháp môn niệm Phật, cầu vãng sinh Tây Phương, dựng am niệm Phật. Về sau, ông nhân lúc có bệnh, thỉnh 100 vị tăng đến niệm Phật. Ngay trong lúc niệm Phật, ông bỗng hướng lên không trung chắp tay, vẻ mặt hoan hỷ, an nhiên mà tịch. Người trong thành lúc đó đều nghe có tiếng nhạc trời, có mùi hương lạ, dần dần hướng về phương Tây rồi mất. Ông có 2 người con cũng chuyên tâm niệm Phật, về sau đều lần lượt ngồi an nhiên mà tịch. Thẩm Thuyên. Thẩm Thuyên sống vào đời Tống, nhà ở Tiền Đường, cùng người vợ họ Thi chuyên tâm tu tập pháp môn Tịnh Độ. Hằng ngày làm được việc thiện nào đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Về sau, vợ chồng ông lần lượt vãng sinh, đều cảm được hóa Phật hiện đến nghênh đón, có tiếng nhạc trời vang vọng. Đường Thế Lương. Đường Thế Lương sống vào đời Tống, người huyện Cối Kê. Ông một lòng trì giới, niệm Phật, tụng kinh A-di-đà đến 10 vạn lượt. Một hôm, ông không bệnh, bỗng nói, Phật đến đón tôi.
Nói rồi lễ bái, vừa xong liền qua đời. Cùng lúc ấy, có người ở núi Đạo Vị, bỗng mộng thấy phía tây có ánh hào quang lạ, cờ phướng, hương hoa, nhạc trời vang vọng, lại nghe có tiếng nói giữa không trung rằng Đường Thế Lương đã vãng sinh về Cực Lạc. Lục Tuấn. Lục Tuấn sống vào đời Tống, quê ở Tiền Đường, lúc còn trẻ tuổi làm việc trong công môn, một thời gian lâu sau bỏ việc quay về chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Mỗi khi đối trước tượng Phật sám hối, thường rơi nước mắt đầm đìa trên hai má. Ngày lâm chung, ông thỉnh luật sư Viên Tịnh đến khai thị về Tây Phương Cực Lạc. Tụng Quán Kinh vừa đến phẩm thượng, ngài Viên Tịnh nói, có thể đi được rồi. Lục Tuấn nói, thánh chúng chưa đông đủ, xin đợi thêm một chút. Chẳng bao lâu, ông bỗng đứng dậy, đi đến chỗ chiếc giường tre, ngồi xuống ngay ngắn, quay mặt về hướng Tây rồi tịch. Ngô Tử Chương. Ngô Tử Chương sống vào đời Nguyên, quê ở Tô Châu, gia đình nhiều đời làm nghề thầy thuốc. Ông và người anh là Tử Tài cùng theo học Hòa Thượng Vân Ốc, chuyên cần tinh tấn niệm Phật. Cả nhà đều kính phụng theo Phật Pháp. Trong khoảng niên hiệu Chí Chính, ông không bệnh, chắp tay cung kính niệm danh hiệu Phật, rồi an nhiên mà tịch. Liên Hoa Thái Công. Ông sống vào đời Minh, người đất Việt, suốt đời sống chân chất, mộc mạc, ngày đêm kiên trì niệm Phật không ngừng. Sau khi ông mất, trên nắp quan tài bỗng hóa sinh một cành hoa sen. Thần quyến cùng dân làng đều hết sức kinh ngạc xưng tán, do đó biết chắc rằng ông đã được vãng sinh. Cư sĩ họ Hoa. Cư sĩ họ Hoa sống vào đời Minh, quê ở Giang Can. Ông là người thuần hậu, chất phác, không hề biết đến sự dối lừa. Suốt đời chỉ chuyên tâm cầu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vào độ tuổi trung niên, ông giao hết việc nhà cho con, lập thất sống riêng một mình, không còn liên hệ đến việc đời, chỉ chuyên tâm sáng tối tinh cần niệm Phật. Khi sắp lâm chung, ông tự biết trước ngày giờ, thay y phục nghiêm trang, từ biệt mọi người, rồi an nhiên mà tịch. Cư sĩ họ Ngô. Ngô Mao sống vào đời Thanh, là gia nhân của Ngô Lục Phòng ở huyện Thanh Dương. Ông là người trì giới, thường làm việc thiện, chuyên tâm niệm Phật không ngừng. Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị, gặp lúc quân họ Tả vượt sông, cả nhà Ngô Lục Phòng đều đưa nhau chạy lánh nạn, chỉ để một mình Ngô Mao ở lại giữ nhà thay chủ. Khi quân giặc vào làng, ông bị đâm 7 nhát giáo mà chết. Một lát sau, có người em của ông vừa đến. Ông chợt tỉnh lại, nói với em rằng, ông có nghiệp ác đời trước, lẽ ra phải đọa làm thân lợn qua 7 kiếp. Nhưng nhờ công đức trì trai giữ giới, nên chịu 7 nhát giáo này để giải trừ oan nghiệp trước kia, từ đây được sinh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Về sau, người chủ cũ của ông là Ngô Lục Phòng, có lần tình cờ nhìn thấy trên không một vị thần, cờ phướng trước sau hết sức tôn nghiêm, bảo Ngô Lục Phòng rằng, tôi là Ngô Mao ngày trước, hôm nay có việc đến cõi trời, đi ngang qua đây. Nói xong không nhìn thấy nữa, Ngô Lục Phòng liền vẽ lại hình tượng Ngô Mao để kính lễ. Chu Ích Sinh. Chu Ích Sinh là con nhà thế tộc ở Côn Sơn, nhà ở sau thị kiều, làm nghề thầy thuốc. Đối với những người nghèo khó, ông không hề tính toán chuyện tiền bạc. Mỗi khi có bệnh gọi đến là đi ngay. Suốt ngày ông chuyên tâm niệm Phật không ngừng, hết lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vào năm Ất Tỵ thuộc niên hiệu Khang Hy, tuổi gần đến 70, bỗng nói với mọi người rằng sắp qua đời, gọi gia nhân bảo, mang giấy bút đến đây, ta muốn viết kệ rồi đi. Viết xong bài kệ, liền hân hoan niệm Phật mà đi. Trầm Thừa Tiên. Trầm Thừa Tiên, người Côn Sơn, sống ở phường Tuyên Hóa, làm nghề thợ mộc. Năm được hơn 70 tuổi, ông ăn chay niệm Phật, chuyên tâm tu tập Tịnh Độ. Tuy lúc làm việc tay không rời búa rìu, nhưng miệng vẫn luôn niệm Phật không dứt. Vào tháng 3 thuộc niên hiệu Khang Hy năm thứ 10, ông tự biết ngày giờ, nên trước khi lâm chung 3 ngày đã từ biệt tất cả bạn bè thân tộc, nói rằng tôi sắp vãng sinh Tây Phương, từ đây không còn gặp nhau nữa. Lại nói với các con, ngày mai là ngày rằm, cha sẽ vãng sinh.
Sáng sớm, ông tắm rửa thay y phục, ngồi ngay ngắn quay mặt về hướng Tây, đặt một cái án nhỏ phía trước mặt để tựa vào đó mà niệm Phật. Sau đó đốt hương trầm, rồi ngồi kiết già mà tịch. Vương Mạnh Lân và Trinh Sinh. Vương Mạnh Lân là dòng dõi nho gia ở Côn Sơn, một đời dạy học, tính tình chân chất không dối trá. Ông sinh được một con trai hiệu là Tương Thần, thờ cha mẹ hết sức hiếu thuận. Vương Mạnh Lân suốt ngày chỉ lo niệm Phật, không vướng bận việc khác. Đầu mùa đông thuộc niên hiệu Khang Hy năm thứ 41, ông đã hơn 70 tuổi, có chút bệnh nhẹ. Đầu tháng 11, tôi đến vấn an, Vương Mạnh Lân nói. Người thế gian vẫn lấy ngày 17 tháng này làm ngày đản sanh của Đức Phật A-di-đà. Tôi sẽ đi vào ngày đó. Tôi liền nói, vậy tôi sẽ đến đúng ngày để tiễn tiên sinh. Đúng ngày 17, sáng sớm tôi lại đến vấn an. Ông tuy bệnh nằm, nhưng thần sắc lộ vẻ hoan hỷ, an nhiên. Tôi nói, tiên sinh nên phát tâm bồ đề. Trong kinh dạy rằng, người tu hành không phát tâm bồ đề cũng giống như cày ruộng mà không gieo giống. Nhân đó, tôi lại đem nội dung tứ hoằng thệ nguyện ra cùng ông bàn luận hết sức chi li. Ông tỏ vẻ rất hài lòng. Tôi liền nói, giờ xin tạm biệt, lát nữa sẽ quay lại. Tôi ngầm dặn dò con trai ông là Tương Thần rằng, khi cha con dứt bỏ trần duyên, trong nhà không được kêu gào khóc lóc. Khoảng sau giờ cơm trưa, tôi trở lại thì Vương Mạnh Lân đã niệm Phật mà đi rồi. Trong thân tộc của Vương Mạnh Lân, có Trinh Sinh cũng là bà con bên nội của tôi. Cha Trinh Sinh là bậc tài đức, thuộc hàng thiện hữu ở trường học Côn Sơn, hết sức tôn sùng kính phụng Tam Bảo. Trinh Sinh tuổi trẻ đẹp trai, có tài viết chữ, nhưng nhiều tập khí xấu, không tin Tam Bảo. Ngày kia, đột nhiên ngã bệnh, bỗng thấy một con quỷ đen cao to, trong ý cho đó là kẻ oán cừu đời trước. Trinh Sinh hết sức kinh sợ, khi ấy mới dũng mãnh niệm Phật, cầu vãng sinh Tây Phương. Mỗi lúc tiếng niệm Phật hơi buông lơi, thì hình quỷ lại hiện ra, nên lại cố gắng hơn nữa. Đến lúc lâm chung, thì khí cùng lực kiệt, tiếng niệm Phật càng lúc càng nhỏ yếu, có vẻ như mất dần về hướng Tây. Theo lý mà suy, thì tuy không có nhạc trời hay hương thơm lạ hiển hiện, nhưng nhất định đã được vãng sinh cực lạc. Tô Kỳ Sơn. Tô Kỳ Sơn là người Côn Sơn, tên thật là Khởi Phụng. Thời còn trẻ hướng theo thiền tông, đi tham học với các bậc thiện tri thức khắp nơi, cũng đã có chỗ ngộ nhập lẽ thiền. Ông suốt một đời giữ giới không giết hại, cho dù trùng kiến cũng không làm tổn thương. Về già, ông hết lòng chuyên tu tịnh độ. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, vẫn luôn duy trì câu niệm Phật, không hề gián đoạn. Vào năm Kỷ Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, ông được 80 tuổi. Gặp lúc trời quá lạnh, ông quấn chăn mà ngồi niệm Phật. Khoảng trưa ngày 26 tháng 11, ông bảo người cháu nội là Điền Phương rằng, nhân duyên tịnh độ đã thuần thục, nên từ 3 ngày trước ta đã thấy Phật hiện đến. Nhưng ta không muốn nói cho con biết mà thôi. Đêm nay, vào giờ tí, ta sẽ vãng sinh. Nói rồi trở dậy thay y phục, đốt đèn thắp hương, ngồi ngay ngắn hướng về phía Tây, bảo người nhà cùng niệm Phật để trợ lực vãng sinh. Vừa sắp đến canh ba thì nghe tiếng niệm Phật của ông nhỏ dần, rồi lặng lẽ qua đời. Ngô Kính Sơn. Ngô Kính Sơn là người cùng làng với Tô Kỳ Sơn, lại đồng tu trong nhóm niệm Phật. Năm ông hơn 70 tuổi mới phát tâm tham học Phật Pháp. Cháu nội Tô Kỳ Sơn là Tô Điền Phương, thuộc hàng thiện hữu tri thức. Thấy ông tuổi hạc đã cao nên khuyên ông chuyên tu tịnh độ cầu vãng sinh Tây Phương, có thể thành tựu ngay trong đời này. Ngô Kính Sơn tin theo, ngày đêm niệm Phật không biến trễ. Chưa được một năm sau, có người thân của Ngô Kính Sơn tìm đến chỗ Tô Điền Phương thưa rằng, sáng sớm hôm nay, Kính Sơn nhìn thấy hộ pháp hiện ra tiếp dẫn vãng sinh. Giờ phút cuối cùng ngồi an nhiên mà tịch, có đặc biệt dặn lại tôi đến tạ ơn ông đã khuyên niệm Phật. Vương Quân Vinh. Vương Quân Vinh là người Thái Thương, Côn Sơn, từ nhỏ đã trì giới tu học.
chỗ thấy biết trong Phật Pháp thật siêu phàm trác tuyệt. Về sau, ông tu theo pháp môn tịnh độ, mỗi ngày niệm Phật hiệu đủ vạn lần, bất kể thời tiết nóng bức hay rét lạnh cũng không gián đoạn. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 56, vào ngày 2 tháng 8, ông tự biết trước thời điểm lâm chung, nên cho thỉnh trưởng lão Kiền Hạnh ở Am Tịnh Danh đến, muốn được ngài khai thị và chứng minh. Vừa đúng giữa trưa, thầy Kiền Hạnh nói, sao không để ngày mai đi? Quân Vinh đáp, con đã quyết định đi hôm nay rồi. Liền bảo mang giấy bút đến, viết kệ để lại, rồi bảo con gái chuẩn bị quan tài. Mọi việc đã xong, liền cung kính chắp tay niệm Phật mà đi. Người con gái bế di thể ông đưa vào quan tài, nhưng không sao nhấc lên nổi. Liền khấn nguyện thầm thì, tự nhiên nhấc lên thật nhẹ nhàng. Năm ấy, ông được 81 tuổi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.